Thưa quý vị, trong khuôn khổ hoạt động của sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á Rus Asia 2022 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, chương trình City Tour tham quan trải nghiệm đầy thú vị và đặc biệt tại Đà Nẵng đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu tham dự sự kiện, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng với bạn bè quốc tế. Với tour trải nghiệm đêm Đà Nẵng, các đại biểu tham dự diễn đàn phát triển đường bay châu Á đã được trải nghiệm những sản phẩm du lịch đêm nổi bật của thành phố, là tour du quạng sông Hàn về đêm, bãi biển đêm Bị An và Dynamic Color với những dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn. Trong đó, tour du quạng sông Hàn trên tàu rồng đã cho các đại biểu những trải nghiệm đáng nhớ trên sông, khi không chỉ được ngắm nhìn những cây cầu lung linh, biểu tượng của thành phố, mà còn được thưởng thức tiết mục điệu múa Chăm rất độc đáo. Tôi vừa đến thành phố sáng nay, khi đến sân bay Đà Nẵng, tôi thấy nơi này rất sạch sẽ, là một sân bay đẹp. Và tối nay thì tôi ở đây, tôi nghĩ Đà Nẵng có môi trường tốt, thành phố đẹp và người dân rất thân thiện. Ngoài ra tôi được trải nghiệm tàu du lịch này, thấy nó di chuyển rất êm và nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu, không bị say sóng. Và tôi có thể ngắm nhìn thành phố thoải mái và tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn trên sông. Ngoài ra, các đại biểu cũng được chiêm ngưỡng diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn. Đây là hoạt động bên lề sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 do Đà Nẵng tổ chức, với gần 20 chiếc thuyền được trang trí đầy sắc màu đã tạo nên không gian ánh sáng rực rỡ trên sông Hàn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng. Thật sự tôi cảm thấy Đà Nẵng về đêm rất đẹp, đặc biệt khi tôi có thể nhìn thấy được những điểm nổi bật của thành phố khi ngồi thuyền đi trên sông. Tôi nghĩ điều này rất tuyệt vời và độc đáo. Chúng tôi rất vui khi được tham gia City Tour này. Ngoài tour trải nghiệm đêm Đà Nẵng, các đại biểu tham dự diễn đàn phát triển đường bay châu Á cũng được tham gia tour khám phá thiên nhiên, trải nghiệm giá trị tại khu du lịch Singapore Banana Hills. Với việc lựa chọn những điểm đến nổi tiếng của thành phố để xây dựng chương trình City Tour cho các đại biểu, Đà Nẵng mong muốn có thể quảng bá hình ảnh điểm đến hấp dẫn đối với các vị khách đặc biệt này để có thể kết nối hợp tác phát triển du lịch hàng không trong thời gian tới, qua đó thu hút du khách quốc tế đến với Đà Nẵng ngày một nhiều hơn.